Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua, các thế lực xấu thù địch luôn cố gắng truyền bá luận điệu cho rằng vì chủ nghĩa Mác Lênin đã lỗi thời cho nên không thể xây dựng xã hội mới tốt đẹp trên nền tảng học thuyết đó. Và trên thực tế, luận điệu này đã mê hoặc được một số người. Vì thế, làm sáng tỏ bản chất vấn đề là một yêu cầu bức thiết trong cuộc đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch. Trong chương trình trước, chúng tôi đã giới thiệu phần đầu bài Chủ nghĩa Mác Lênin không lỗi thời của giáo sư tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn. Chương trình hôm nay xin giới thiệu phần cuối bài viết này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thực tế chỉ ra rằng, chính chủ nghĩa tư bản đang đứng trước những thách thức sinh tử. Mâu thuẫn lợi ích, căn bệnh bản chất của chủ nghĩa tư bản đang làm nảy sinh sự chia rẽ khó tránh khỏi trong các liên minh ngỡ là rất bền vững của họ. Hiện tượng Brexit của nước Anh là dấu hiệu đầu tiên và tất yếu có nguồn gốc từ các mâu thuẫn trong lòng chủ nghĩa tư bản khi châu Âu không còn một đối trọng là khối các nước xã hội chủ nghĩa. Khi không phải đối mặt với nguy cơ từ bên ngoài, các mâu thuẫn không thể tránh khỏi về lợi ích sẽ lại hiện nguyên hình, phá vỡ mối liên kết yếu ớt của các thế lực tư bản chủ nghĩa. Rồi nữa, những cuộc khủng bố hiện diện ngay trung tâm châu Âu đe dọa không chỉ an ninh mà tạo nên sự bất ổn, sống còn trong chế độ tư bản. Vụ khủng bố ở Nice, dịp Quốc khánh Cộng hòa Pháp ngày 14 tháng 7. Vụ khủng bố bằng phương thức tương tự ở Berlin, Đức hôm 18 tháng 12 năm 2016 vừa qua, không chỉ báo hiệu nguy cơ lớn về an ninh ở châu Âu, mà còn cho thấy hệ quả của chính sách sai lầm, vụ lợi mà chủ nghĩa tư bản thể hiện qua hành xử với các nước nghèo, các quốc gia Bắc Phi và Trung Đông. Thứ ba, không thể phủ nhận thực tế là các nước tư bản chủ nghĩa phát triển đã đạt nhiều thành tựu phát triển về kinh tế, khoa học và công nghệ, kéo theo các cải thiện nhất định về điều kiện sống của người dân. Nhưng đó là cách nhìn phiến diện, không thấy đằng sau, phía trước sự phát triển ấy là gì. Trước hết phải thấy rằng, chủ nghĩa tư bản đã có nhiều thế kỷ phát triển và bánh xe vận hành của nó đã lăn đi trong máu và nước mắt của nhân loại cần lao trên các lục địa. Eleton, một học giả người Anh đã nói, những nước tư bản hiện đại là kết quả của một lịch sử nô dịch, diệt chủng, bạo lực và bóc lột một cách ghê tởm. Ý kiến này được trích trong cuốn sách Tại sao Mác đúng, nhà xuất bản Chính trị Hành chính năm 2012. Đúng vậy, lật lại các trang lịch sử của nó là sẽ thấy những gì mà chế độ tư bản đã đối xử với đồng loại của mình. Cuốn sách Sự tàn sát khủng khiếp cuối thời Victoria viết rằng, vì chế độ thực dân xâm lược mà cuối thế kỷ 19, hàng chục triệu người Ấn Độ, Châu Phi, Trung Quốc, Brazil, Triều Tiên, Nga và nhiều nước khác đã chết do đói, hạn hán, dịch bệnh. Và ngay tại các nước tư bản giàu có hiện nay, ai dám chắc mọi người dân đều có cuộc sống tốt đẹp? Là người Việt Nam, làm sao có thể quên nỗi thống khổ của nhân dân trong đêm trường nô lệ dưới ách chủ nghĩa thực dân? Thực dân bóc lột cha ông chúng ta đến tận xương tủy. Bao nhiêu người Việt Nam đã chết trong xưởng máy, hầm lò, trên các cung đường, bến tàu, cánh đồng, đồn điền. Các cuộc khởi nghĩa từ Nguyễn Trung Trực, Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám đến phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh đã bị dìm trong bể máu. Hơn 2 triệu người chết đói năm 1945. Địa ngục trần gian ở Côn Đảo, Phú Quốc. Các vụ tàn sát dã man ở Thái Bình, Bình Định, Bình Hòa, Quảng Ngãi, Mỹ Lai, Quảng Ngãi. Các vụ ném bom ở Khâm Thiên, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội vẫn còn nguyên trong ký ức dân tộc. Và các trang lịch sử đau thương ấy đủ giúp chúng ta và con cháu chúng ta hiểu vì sao cần phải xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Vậy mà vẫn có người bước ra khỏi biên giới là dành lời khen hay khen đẹp cho các nước tư bản, cho các thành phố hào hoa. Chẳng lẽ họ không biết hoặc họ cố tình không biết các thành phố đó đã trải qua mấy trăm năm xây dựng, trong đó có sức lao động và của cải bóc lột từ các nước thuộc địa. Việc xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa là công việc khó khăn, mang tính khoa học, có tính quy luật, đòi hỏi thời gian, nguồn lực, sự lãnh đạo chính trị đúng đắn cùng các điều kiện không thể thiếu khác. Theo Lenin, sau khi giành được chính quyền, giai cấp công nhân, nhân dân lao động xây dựng xã hội mới,
có một nhiệm vụ căn bản khác được để lên hàng đầu, đó là thiết lập một chế độ xã hội cao hơn chủ nghĩa tư bản, nghĩa là nâng cao năng suất lao động và do đó, và nhằm mục đích đó, phải tổ chức lao động theo một trình độ cao hơn. Cũng theo Lenin, nâng cao năng suất lao động là nhiệm vụ nặng nề, cần nhiều thời gian. Người so sánh đại thể rằng, chỉ cần một vài ngày có thể giành được chính quyền, vài tuần có thể dẹp tan sự phản kháng quân sự của giai cấp bóc lột. Nhưng vô luận thế nào, cũng phải mất nhiều năm mới giải quyết được vững chắc nhiệm vụ nâng cao năng suất lao động. Ở Việt Nam, chúng ta xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa sau một cuộc chiến tranh tàn khốc kéo dài hơn 30 năm, sau đó là chiến tranh biên giới phía Tây Nam, chiến tranh biên giới phía Bắc. Chúng ta xây dựng đất nước hầu như từ con số 0. Hậu quả chiến tranh là vô cùng nặng nề, với hàng triệu thương binh, bệnh binh, người già và trẻ em không nơi nương tựa, đồng ruộng đầy bom đạn mìn. Vì thế, những gì có được hôm nay là rất đáng trân trọng và tự hào, mặc dù chưa được như mong đợi. Đương nhiên không thể so sánh với các nước đã có mấy trăm năm phát triển mà không cần quan tâm đến nỗi thống khổ, sự hy sinh của người lao động ở thuộc địa và chính quốc. Hơn nữa, xây dựng một xã hội mới chưa từng có tiền lệ không phải là dễ dàng, không thể trong ngày một, ngày hai, bất chấp quy luật, đốt cháy giai đoạn. Như vậy, chỉ nhìn bề ngoài để so sánh rồi cho rằng chủ nghĩa tư bản ưu việt là không khách quan, không có cái nhìn lịch sử cụ thể. Chỉ có bằng sự phân tích sâu sắc toàn diện, bằng cách nhìn công bằng lịch sử mới thấy được nguồn gốc bản chất sự giàu có của các nước tư bản phát triển, mới thấy hết những thành công và các đóng góp to lớn của chủ nghĩa xã hội cho sự phát triển của nhân loại và tiến bộ xã hội. Thứ tư, chúng ta không hề giấu giếm sai lầm, hạn chế trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Từ các bài học rút ra tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 6 đến nay, chúng ta liên tục nhìn thẳng vào sự thật để nhận thức, đánh giá, rút ra bài học nhằm điều chỉnh chiến lược và sách lược, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó là cơ sở để báo cáo chính trị Đại hội 12 của Đảng chỉ rõ. Tăng trưởng kinh tế thấp hơn 5 năm trước, không đạt mục tiêu đề ra, năng suất, chất lượng, hiệu quả, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp. Tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và tệ quan liêu tham nhũng lãng phí chưa bị đẩy lùi. Dân chủ, xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc chưa được phát huy đầy đủ. Kỷ cương, kỷ luật chưa nghiêm. Đảng cũng thẳng thắn thừa nhận tình trạng nêu trên có các nguyên nhân khách quan, song trực tiếp và quyết định nhất là nguyên nhân chủ quan. Đó là hạn chế trong đánh giá, dự báo tình hình, trong nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, trong công tác lãnh đạo, quản lý của các cấp ủy, chính quyền. Sai lầm, khuyết điểm, hạn chế trong quá trình xây dựng đất nước theo một mô hình chưa có tiền lệ là khó tránh khỏi. Xây dựng chủ nghĩa xã hội là công việc vô cùng khó khăn, phức tạp, có tính khoa học, đòi hỏi thời gian, nguồn lực to lớn và nhiều điều kiện khác. Chúng ta xây dựng chủ nghĩa xã hội từ một nước nông nghiệp lạc hậu, bị tàn phá nặng nề sau chiến tranh khốc liệt kéo dài. Khó khăn lớn nhất của chúng ta có lẽ trước hết là không chỉ từ sự thiếu thốn về của cải vật chất, mà chủ yếu là ở lối nghĩ, tác phong mang nặng tính chất của nền văn hóa nông nghiệp. Không có kinh nghiệm tiền lệ, không được hỗ trợ như của các nước xã hội chủ nghĩa như trước đây, lại phải đối phó với sự o ép như thời kỳ cấm vận chẳng hạn, rồi sự chống phá của các thế lực xấu, thù địch. Nhưng chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới. Từ GDP bình quân đầu người 80 đô la Mỹ đã tăng đến mức hơn 2.100 đô la Mỹ, đời sống nhân dân được cải thiện một bước cơ bản. Những thành tựu đó là không thể phủ nhận và đã được nhiều tổ chức cá nhân trên thế giới, trong đó có nhiều học giả phương Tây thừa nhận. Để đạt được những thành tựu to lớn, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã có các bước đi dũng cảm về nhận thức, đổi mới mạnh mẽ về chính sách kinh tế, xã hội. Từ nền kinh tế bao cấp hoàn toàn dựa trên sở hữu công cộng, chúng ta đã chuyển sang xây dựng kinh tế hàng hóa nhiều thành phần sở hữu, rồi chuyển sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Từ một nhà nước xây dựng theo mô hình chuyên chính vô sản, chúng ta chuyển sang xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Từ chỗ bị bao vây cấm vận, quan hệ với các nước xã hội chủ nghĩa là chủ yếu, chúng ta đã mở cửa hội nhập quốc tế,
thiết lập quan hệ ngoại giao với 185 quốc gia và vùng lãnh thổ trên tổng số 193 thành viên Liên Hợp Quốc. Trong đó có 2 đối tác toàn diện đặc biệt, 15 đối tác chiến lược, 11 đối tác toàn diện, 2 đối tác chiến lược theo từng lĩnh vực. Thực tế đó cho thấy, không thể có lý gì để cho rằng Đảng và Nhà nước Việt Nam bảo thủ cố chấp định kiến mà không đổi mới nhận thức, đổi mới chính sách về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội, cũng như không thể coi học thuyết Mác Lênin đã có lỗi trong những khó khăn, hạn chế, sai lầm của quá trình xây dựng, phát triển đất nước. Tóm lại, những người phủ nhận chủ nghĩa Mác Lênin thể hiện sự lầm lạc của họ ngay từ cơ sở lý luận, thực tiễn mà họ dựa vào. Hoặc là họ hiểu lầm về tính chất của chủ nghĩa Mác Lênin, hoặc là dù rất biết, song họ vẫn cố tình xuyên tạc vì mục đích chính trị là thay đổi nền tảng tư tưởng, đường lối, mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam bằng một lý thuyết khác, một mô hình xã hội khác, không vì lợi ích của nhân dân, không vì lợi ích của dân tộc. Việc nghiên cứu để chỉ ra bản chất các luận điểm sai lầm, luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác Lênin không chỉ để bảo vệ tính khoa học, nhân văn của chủ nghĩa Mác Lênin, mà còn là cảnh báo để chúng ta nâng cao nhận thức của mình, tìm hiểu rõ hơn, quán triệt sâu sắc, thường xuyên hơn, quan điểm thực tiễn, quan điểm lịch sử cụ thể, tránh các căn bệnh bảo thủ định kiến khi vận dụng chủ nghĩa Mác Lênin trong xây dựng đường lối và hoạch định chính sách phát triển đất nước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần cuối bài Chủ nghĩa Mác Lênin không lỗi thời của giáo sư tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn, bài đăng trên báo Nhân dân. Chương trình tạm dừng ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.